Mình chào tất cả các bạn nha. Hôm nay mình đi về chuột nha các bạn. Mấy nấm trà này mấy anh đặt cũng khoảng 20 ngày đến tháng các bạn ơi. Năm nay thì mùa nước đến chảy, nhưng mà mùa mưa thì chuột nó sẽ lên đây ở rất là nhiều các bạn. Nhưng mà cũng không nhiều bằng mùa nước nha. Nó như bắp luôn anh. Sát miếng này nè, chứ đâu phải không bắp. Mình bắt đi vô cái bắp luôn hả? Ở đây dọn cái nền nữa gì anh? Không, lúc này được nhiêu ký? Mấy luôn ha. Có ba đống. Ba đống này 2 ký. Nào bà ổng tại ổng này. Ổng đó với đống bên đó. Ba đống. Trong bắp nha mày. Vừa khó khăn xíu. Đóng này nập bao lâu rồi? Tháng này rồi. Dễ ăn hết lần rồi. Có không? 2 ký. Lên cái lạp. Nha. Lên lạp. Lên cái lạp. Lên cái lạp luôn. Đồ lớn này sao ngắn vậy anh? Nhảy được không? Tao gọi đâu nhảy. Nhảy là thiên tài ạ. Nhảy nó là quỷ á. Cầu này hơi bự ha anh. Nó nhỏ nhất luôn. Dắt xa ngắn. Dắt xa. Đây là cái lợp lùa chuột ở đây nha các bạn. Cái đồng chí Giang đang chuẩn bị lưới để bao cái ụ này lại. Mà nó ngoái là cái ụ là ụ nó ngoái là bằng mà nó thử cái ụ của ông thêm mới nữa mới bằng cơ. Anh ra. Có ông điện nè. Lát làm gì? Nó cần chua để bông điện vô. Có bông điện sẵn luôn nè anh Đăng ơi. Tại bộ thứ gì chưa nấu ha. Ừ. Tôi muốn luôn. Tôi muốn luôn hả? Tại ơi, đây cái gì cũng có chứ. Có rau bắp luôn kìa. 20 ký rồi dài luôn, dài nhậu luôn á. 20 ký hả? Ừ. Anh Thảo. 20 ký là ngon. Cái gì dài nhậu luôn, cái kia để mơ giả nữa chứ ăn cái một sao hết. Cái này để tới nước lên không anh? Qua luôn ăn hoài chứ đó. Đi kéo qua không? Hoài luôn. Bắt rồi. Con tóc này. Nó còn cay không? Nó rồi. Đúng lắm rồi chào cha. Nó có đứng đó. Đừng đi lên lại đó. Nè. Cái dao nãy đâu đó nó chặt hai ba cây nữa. Lắm con ạ. 2 ký á. Dễ gì 2 ký là cả này là phóng rồi. 2 ký động là nó phóng ra đầu. Lưới thấp không anh ơi? Tại rồi đâu có nhảy nữa. Chuột nhảy đâu được không? Chặt cây luôn chặt hai tệ nữa. Ngốc. Anh ơi, cũng cũng nhâm trà ba lửa luôn. Cũng nhâm hả? Đang sôi luôn. Quả này năm nào nó năm nào cũng nhâm trơn gì ăn. Hết hồn nó đâu màu không à. Mày nó đâu màu đen luôn. Tính nghe tôi mới vô tôi nghe nó khì khì. Động nó chạy đụ, mới có chuyện là tới đằng chạy ăn cọ đặng. Bay ra nó chụp mình luôn rồi. Ủa cha, con chuột nó chạy vụ là hả cha? Ừ, cũng nhâm. Chuột trà ba lửa luôn. Con hả? Ủa sao có chuột cống mà ít chuột kia anh? Cắn. Cắn chịu không nổi. Cắn dữ lắm. Cắn. Mà phải lấy cái có ăn thịt đồng loại luôn á. Chuột ăn thịt luôn hả? Cái cắn ăn luôn á. Chuột thịt chuột luôn á, đừng nói. Cho nó ăn. Chuột chuột. Nó giật lớn hơn chấm chân chạy á. Nó một con ra lòng rồi nè. Em đi vô tụ. Chuột. Hậu quá gì đừng có thẩu rào ra. Rồi vô một em nữa.
Kìa kìa chuột đen. Ê, ủa máu chuột kìa. Ê, leo 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 leo. Rồi vô rộng luôn. Quá đã. Ngay chục bự không không? Bị nó hở này nè. Ừ, chuột con nuôi trời. Quá rồi, chú ơi, chú quay quay cảnh này. Con chuột này nó lăn luôn á. Nửa răng lên là có con ta. Đó, phát nửa rằm lớn. Nửa rằm lớn con, kệ đi nó không phát nó phát. Chuột con này mà mập không không? Quá dễ, cái nào cũng đá chuột mà được. Đá chuột phải, không phải đập chuột. Đem 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 chụp con rồi. Nè bắt. Nè chuột mập nè, cây quay nè chuột mập rồi. Chuột mập đâu, chuột mập, chuột mập. Hôm nay là ông bắt chuột hay nhất luôn, chuyện nay ai có gỡ về hai con ảnh thùng biên á. Hết chạy hết nổi. Mập quá trời mập rồi. Con nó nặng tuôn, với bà nó còn đó. Với bà nó còn đó. Trời trời trời. Cũng phát luôn, đừng có gì lít. Hôm nay là cực con khỉ này 700 gram à. Điên lắm. Nhúng nước nó mau xỉu quá. Hồi lúc đó. Kìa kìa đây nè 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 nè. Khi con làm mà con. Lấy cái rồi. Biết làm như này, dính ngoài nè, đè như đây. Con đừng có đừng. Nè, đè đây nè, đè đây. Đè ngoài ngoài á. Sợ chuột. Ừ. Rồi vậy đó, đừng nhúng nhích chứ á. Bang bang này không mở sao vậy tại. Nãy của ông chơi. Bắt tay luôn anh. Tay luôn, nào ra ngoài bắt luôn, đợi chờ quá lâu rồi. Đây gì vô vậy đó. Ù núp lên nè. Bên đây bên đây bên đây. Xịt tổ xịt xí quất. Ù chụp bự quá. Má nó cắn kiểu đó. Đó. Đó chưa. Ba cây vô. Ù cũng có chụp bự nè. Có cây chẳng đầu đó. Đó đó đó. Đi bắt chụp bự này coi. Đây nè, bự bự bự. Quá bự luôn bự kia. Giùm nè. Lấy gầm. Hai hai đụng nhau luôn kìa. Cậu này chỗ cũng mà vừa ăn rồi. Thôi, cái này. Hai chục bắp lò. Mập mập mà quay lên không nổi luôn nè. Giùm. Hai anh mập mà anh quay là cắn được luôn hả? Ui, anh mập mà anh không quay đầu lưng luôn. Mập có mập quay đâu nổi. Chi chi với nhau rồi. Ngầm quá. Thôi là anh quay lên lên cái này. Phải thấy cho cái đường nữa đó. Quay gì nói quay. Chuột này đẹp trai quá. Chuột miền Tây. Đi đâu được nè, đi đâu. Dở cực khổ tâm nhau uổng. Mới chứ. Xong chút đi. Chi này không có con nào cầm đầu chứ nghe. Con lợp này đem nhà mắc để nhà không dám để ngoài sợ mắc. Mắc à. Vừa mắc quá. Mắc biết nói chuyện sao luôn. Nói có tin không. Để nhà cho chắc ăn. Mày cũng gan nãy với tao con nào mấy gan gan. Nữa. Ảnh bữa nay anh làm cái này là nó xuống là tục luôn à. Này làm cái gì đó. Chuột này giống như chuột cuối cùng hồi nãy. Không chịu vô. Có đường cho anh trượt xuống à. Mắc trượt, mắc trượt. Mấy trường thể thao. Ủa sao ngắn nhiều quá nè. Đâu không? Ê. Ê. Bạn đâu được bạn. Nhanh chứ à. Nhanh lắm á. Nghe tôi nắm cái đuôi là ông đè đè lên nha. Ông chụp cái đầu. Bữa nay chắc là nèm đi đi hơn. Có một chỗ. Ê. Chụp bắn khôn rồi chụp. Có hơn hết kìa. Dính dính nè, dính nè, dính nè. Mới đập đậu chết luôn mẹ luôn đi. Thôi, mặn chết đủ đi. Chụp 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 anh. Để bao tay mang vô. Chưa, chưa. Kéo từ từ nó ra, nó nắm cái đầu nó. Có vụ ụ chưa. Ghê quá. Bắt lọc kỹ thuật à. Anh Giang. Dính anh Giang. Dũng khỉ nè. Okay. Ngọt ngọt nha đi vừa cái đi. Okay. Ngọt ngọt đằng này dở lên thôi nó chết. Nè cầm đó phai không phai. Hai ba. Nó xỉu. Xỉu. Xỉu rồi mệt rồi đó. Cái đuôi. Móc ngược lên dài dài đi ngoài lần vòng đi. Đột. Xỉu. Câu này bự gấp 2 gấp 3 câu vừa rồi các bạn. Cái khăn không nữa chứ quá. Cái khăn. Cái khăn. Cái khăn.
sao là cái trong cái bị có cái áo. Nó có chai ga kìa. Tiếng dạ, mà không xong nữa. Ba em vô. Ủa, con cái này chưa? Ô, đó. Có dính không? Ủa, 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 ủa. Chục này chục nhỏ hơn nãy anh ơi. Tại vì dưới đây nó không ấm bằng đẳng rồi. Ô quá rồi, quá. Đú, có chục bự nữa kìa. Kìa nhóc luôn kìa. Nó vô vô gọng dữ lắm rồi. Đừng quá ơi, đừng đừng đụng lưới con gịch lưới nó tắm hết giờ. Đây đừng đạp, đừng đạp. Ê đừng đạp. Không phải cái đạp. Máu máu. Đạp nãy ở đâu rồi? Này hả? Ờ. Nó không vậy? Ở tao xỉu sao tao. Gì? Nặng gì? Lứa không bự bằng chục đẳng luôn. Ú, gì lắm luôn. Gì lắm rồi. Con này nhiều hơn đẳng rồi. Chuyên dây gì đó 20 kg mà. Chạy qua đây dữ lắm rồi kìa. Thả phát vô cái ông. Cái cục nó lên cái quay cái cục. Trời ơi chưa đâu, ngoài người ta cũng con. Nó chết rồi. Ê ê ê, mấy chục bự chết trơn ta. Đừng tóc nó không nó quá gà. Hết luôn rồi. Hết luôn nữa. Cái này. Đủ cỡ cho nhỏ bự gì cũng có hết. Lứa bọng người cha con nghe chết rồi. Trời. Kệ hai con đó rồi kìa. Quay đầu vô. Đó cha, đó con đừng có tâm ra con đừng có tâm. Nó thả nó hay sao. Nó vô rồi, nó vô rồi, nó còn vô vô theo kìa. Nó đi. Vô vô con. Chú đưa lại nè. Kìa kìa, chục bự chục bự. Ở tầm này dữ lắm rồi. Cho nó vô lại đi. Nuôi. Thừa. Chục mày chục con không à cha. Chá mày nhịp. Ở vô cộng thêm mà chút mày nói. Để gặp cầm luôn đi anh ơi. Mà mày ném ném cỏ ở đây. Mấy chục con kìa. Chưa. Bao nhiêu à? Cái này bằng cái bữa hắn đi em về nè. Sáng giờ dỡ bao chuột này chứ được mấy ký các bạn ơi. À, mình cũng xin kết thúc video tại đây. Mình cảm ơn tất cả các bạn theo dõi video của mình nha. Hẹn gặp lại tất cả các bạn trong video sau. Các bạn đừng quên like và đăng ký kênh ủng hộ thằng mình nha. Hẹn gặp lại tất cả các bạn.